Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử Đoàn Thu Thủy, người đẹp Phú Thọ đăng quang Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Đoàn Thu Thủy là tân Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Cô đã đăng quang cuộc thi này vào tối ngày 31 tháng 7 là một trong những thí sinh được Minh Tú huấn luyện trước thềm cuộc thi. Sau khi đăng quang vài tiếng, cô đã bị vướng lộ clip hít bóng cười, tuy nhiên thì người đẹp đã phủ nhận việc này. Đoàn Thu Thủy sinh năm 1995, chiều cao 1m73, số đo 3 vòng 83, 63, 94, quê quán Phú Thọ. Về sự nghiệp, Đoàn Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, Thu Thủy là học trò của huấn luyện viên Minh Tú. Là một trong những người đẹp sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, năng động và cá tính, Thu Thủy sớm được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện. Tối ngày 31 tháng 7, chung kết cuộc thi đã diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần trả lời ứng xử khi mà nhận được câu hỏi từ giám khảo Võ Hoàng Yến, trở thành hoa hậu, bạn mang đến cộng đồng điều gì? Thu Thủy chia sẻ, cô mong muốn có nhiều thời gian quan tâm đến sức khỏe thể thao học đường. Em mong muốn dành thời gian để quan tâm đến thể thao học đường. Em tin rằng thời đại ngày nay, ngoài văn hóa, chúng ta cần quan tâm đến sức khỏe, thay đổi vóc dáng cho các em học sinh. Bản thân em, từ khi còn là học cấp 1, mỗi sáng đều thức dậy từ 4 giờ 30 học tennis để có thần thái tự tin đứng trên sân khấu như ngày hôm nay, người đẹp nói. Vượt qua 29 thí sinh tài sắc đến từ khắp cả nước và trải qua các phần thi gồm trang phục thể thao, dạ hội, ứng xử, Đoàn Thu Thủy đã được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Cùng với đó, danh hiệu Á hậu 1 đã được trao cho người đẹp Lê Phương Thảo, Á hậu 2 thuộc về người đẹp Chu Thị Ánh. Nói về phần thưởng nhận được sau đăng quang, Thu Thủy cho biết cô chưa nghĩ được nhiều điều về việc sẽ phân bổ sao hợp lý, nhưng chắc chắn đầu tư một khoản cho dự án về sức khỏe học đường. Được biết, trước khi đăng quang Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, Thu Thủy đã từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc nhưng không mấy nổi bật. Cô là người đẹp, đam mê thể thao, thường xuyên dành thời gian đến phòng tập và thử sức với nhiều bộ môn mới. Bên cạnh đó, tân Hoa hậu sinh năm 1995 cũng có nhiều kinh nghiệm làm người mẫu ảnh trước đó. Phong cách ngoài đời của Thu Thủy thiên về sự nhẹ nhàng, thanh lịch và ngọt ngào nhưng cũng không kém phần năng động. Về đời tư của Đoàn Thu Thủy, sau đăng quang, ban tổ chức cùng với top 3 Hoa hậu Thể thao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ trả lời câu hỏi của báo chí. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm nhất đó là mạng xã hội đang xôn xao clip hít bóng cười trong ba. Điều đang nói, những tin đồn cho rằng nhân vật trong clip chính là tân Hoa hậu Đoàn Thu Thủy. Theo đó, Hoa hậu Đoàn Thu Thủy xác nhận cô có mặt trong clip đó nhưng không sử dụng bóng cười. Đối với tôi, khi mà nhận được thông tin về clip đó, tôi khá bất ngờ và sốc. Đó là bài học rất lớn đối với tôi. Nhưng ở cương vị của một công dân, tôi cam kết nếu đã làm việc gì trái pháp luật, tôi sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm. Với cương vị là thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 hướng đến lối sống lành mạnh, tôi cam kết nếu tôi đã, đang và sẽ làm gì sai, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Làm một người con, một chị gái trong gia đình, tôi chỉ muốn nói một nửa sự thật là không phải là sự thật. Em trai tôi đang tuổi mới lớn, đôi khi cách nói chuyện không được rõ ràng, cũng hay khiến bố mẹ trong nhà suy nghĩ sai hoặc không đúng với những vấn đề nhỏ nhặt, tân Hoa hậu chia sẻ. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.